Rồi ba anh em Vin chào cả nhà nha. Cả nhà. Đây là công trình từ sáng giờ của ba anh em Vin này cả nhà. Một cái vàng mướp cả nhà thấy nó rộng rãi đẹp kia chưa? Rồi sáng giờ anh em Vin lao động nha cả nhà. Làm một cái vàng mướp để chuẩn bị cho cái nơi đây là một vàng mướp bao quanh xanh xanh tươi, xanh mát. Ở đây dài cổ thì một chút xíu dây nữa cả nhà. Mấy bên đây thì anh em Vin sẽ trồng chanh dây cho nó màu mấy bên đây lên này cả nhà. Chanh dây khú qua. Còn bên đây thì anh em Vin trồng mấy dây mướp với bốn dây bầu, bầu với mướp này cả nhà. Đó, sau này sẽ cho nó bò lên cái hàng rào này, lên cái phần vàng của anh em Vin mới thi công được hồi sáng này cả nhà. Để chơi là chơi. Mới vừa tắm làm xong luôn, về tắm rửa qua cái ông tài ông chuyển mua đen hồi lùi luôn. Cũng hên hen. Đây còn phần đây là phần ở trong chòi của anh em Vin này cả nhà. Cái nhà này thấy nó rộng ghê chưa? À, anh em Vin hồi sáng gỡ cái phần cái chòi ở bên kia qua cái nhà, rồi đem những cái be qua bên đây đóng lại cái nhà, đóng vô đây nên cái chòi của anh em mình hôm nay cái sàn này rất là rộng luôn. Cái nhà nhìn thấy rộng rãi không? Cái này chừng bao nhiêu người ngồi được cô anh? Dạ này á, tầm 20 người á. 20 người luôn hả? Rộng dữ vậy hả? Đây cái me cũ ở cái nhà bên kia thì nó hơi đen hơn, tại vì anh em mình dùng lâu rồi á nên nó hơi bị đen. Đó, còn cái phần be mới anh Vin lùa qua đây luôn, kê cây đóng lại luôn. Cái nhà thấy hôm nay thì trông gãy ghê chưa? Cái này mà có nhậu xỉn là tái mồm với ấy gói là ngủ được rồi. Ghê vậy, ghê vậy. Có ấy vậy nè, này tha hồ lăn luôn. Nhậu mà lăn là làm sao? Dạ, xỉn lăn á. Xỉn lăn hả? Dạ. Con có nhậu không? Dạ không. Uống được không? Đây là cái phần đá chòi của anh em mình, hôm nay là làm rất là rộng rãi luôn cái nhà. Đi là không nhúng luôn á, tao nhúng luôn cái nhà. Nhảy luôn cũng được đó. Nhảy luôn. À, có rau nè, ở dưới có rau nè, ở trên có vàng mướp, vàng mướp bầu chanh dây nữa nè. Để chơi cái nhà thấy đẹp chưa? Chờ bây giờ là sẵn sàng cái tên rồi cái nhà, chờ một ngày nào đó cho nó xanh lên là được. Cái vàng trứng thừ luôn, nè bắt không miếng dính luôn nè. Nghe không? Nhung với cây gọc. Cái cây gọc nha. Cây gọc ấy. Cây vừa tầm vừa tới mướp đụng đầu không? Mướp mà làm hồng cái đây là vừa đụng đầu luôn á. À, vừa hái luôn không? Đúng rồi. Ok. Mà tá cái nhìn chắc dễ thương lắm, cái vàng này còn chứ không cái vàng tước nữa. Qua đây thì giờ nó quá thì đẹp rồi. Ông trời này chắc hai anh em bên chắc mua chắc luôn á. Quá trời đen luôn. Tối nay có đi săn cá rô nữa không? Chắc có nữa. Trời mưa xuống đi rồi mới biết cả nhà. À, lúc chiều bên về tắm á, đi qua ngang chợ chiều á, thì thấy có cô kia bán mấy cái đói ngon quá nên mình mua một ít cái đói này làm một cái lẩu cho anh em bổ tối chiều nay nha, sau một ngày lao động nè. Cái đói này cái đói trứng không á cái nhà, mình sẽ làm cái lẩu cá đói nó mẻ nha cho mấy anh em. Rau này mình mua luôn tại giờ cũng mệt quá không có đi hái được cái nha. Rồi giờ tận hưởng đi nhà, trái khóm bông nè, chả rồi hay mua luôn, mua 1 ký bún nè. Dạ. Chết. Rồi giờ anh em mình mặn đi, hay nấu cái lẩu tạm bỏ cho hai thầy trò. Cái loại này mình đâu có keo giải phải không? Có. Keo hả? Keo giải, cái đó là cái đó bự quá. Chừng nào rồi. Mình nướng á, cái đói nướng á mình mới không keo giải, còn cái đói mà mình nấu món nên keo giải. Mình nướng là mình lột cái vỏ ra hơn. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Con bên trưa làm nắng nắng ở nhà về tắm rửa, nãy qua giờ mặt em nó mơ phờ luôn nè. Nó phơi phơi rồi. Mấy anh em làm nguyên một buổi chiều luôn, giờ tầm 2 mấy 3 giờ chiều cái nhà mới xong luôn. Rồi. Dạ mặt nó mệt mệt rồi, thôi để chú Vin nấu cái lẩu cho con tạm bổ rồi đi mua thuốc. Sáng ngày mình gói. Sáng anh em Vin cậy rồi cái sàn hồi lúc trước tưởng đâu là ở đó luôn á, nên cái nhà xem nè, coi mỗi quyến be nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây đinh, một miếng be đóng 6 cây đinh. Ba anh em dở vất vả luôn, dở ra đằng cho nó còn nguyên á nên mới lắp đây được á cái nhà. Một miếng be đóng 6 cái đinh. Tại vì be này thì nó ngắn, lúc đầu anh em tính làm tạm ở trường dê thôi nên mua ngắn thôi cả nhà. Mà bây giờ định cư luôn á nên nó chấp hai ba thứ. Cái này ngang, cái này dọc, rồi cái này mắc con lỗ nữa nè. Tại vì cái be nó không có dài á, nó không đủ á. Rồi cái này để mai mốt làm cầu thang này cho bước lên luôn cả nhà. Có tam cấp rồi đàng hoàng à, bước lên đây thảm chùi chân. Chùi chân cái rồi bước lên sàn. Chứ nào giấu dép không chú Vin? Hả? Để dép ở dưới con. Em tưởng đâu để cái hạt da bò đó để gửi chân chứ. Không, én. Dễ thì dễ. Quá dữ. Bây giờ anh em mình chuẩn bị nha, làm cái lẩu. Giờ cái chòi tội nó rộng. Cái nhà coi nè, con Vin nó ngồi tùm lũm cái chút xíu, một góc nhỏ xíu à. Cái
quá. Mà nó bằng, nó bằng hơn pin làm, pin lấy mấy cái đòn tay của cái trò cũ á, pin lót ở dưới cái nhà. Nên giờ nó cứng như lắm. Đau luôn á. Cái nhà có thấy luôn á. Cái nhà có thấy vui cho ba anh em pin không? Càng ngày càng càng ngày càng đẹp. Đó, mấy bên đó là pin có trồng xả luôn rồi đó, mai mốt có mấy bụi xả lên nó xanh xanh lên nữa. Nhổ nó luôn. Nó luôn hết ăn xả mua luôn. Trời ơi, nó chua. Này chua dữ lắm hả? Này chua dữ dằn. Lâu lắm rồi anh em pin không đụng tới lẩu mẻ ở nhà, nên sẵn cái pin đi kia qua mình thấy cái đó ngon á, nên lên qua nấu lẩu mẻ ăn. Chua mà mở cái bên đây nghe luôn, nghe cái mùi chua luôn á. Em đây mà cái gió ngược lại mà còn nghe mùi luôn á. Đúng rồi, luôn. Chào, mưa mình rửa sàn với rửa sàn. Rửa dao. Dao cắt bụi nó văng vô nữa. Đúng rồi. Trời ơi văng. Mình sắc ớt làm gì vậy? Bỏ mấy cái đầu đi. Đấy mấy cái kế bên cái đầu á, mình xài cho nó thơm á. Xài cho càng thơm càng thêm thơm con ớt á. Tại vì là tôi cho con sắc ba đó luôn hết luôn đúng không? Dễ lắm luôn á. Mình dám ăn nữa thơm thì cứ gì khác à. Bây giờ cá là chị đâu đi ha? Hay chị đâu hay chị ba ta? Chia yeah, đôi đi hai, tại do tên nó có nguyên đầm tứng hay sợ hay là chi ba nó cắt đứt cái đầm tứng đó. Thế đâu? Cái này đi. Tứng nó dài lắm. Đứt miếng. Để biết sao hai muốn chia không? Thôi anh em mình người gấp một cục kia nè, cái mình à. Chấm nước mắm ăn luôn, khỏi trẻ, cá nó nát nó sâu lắm. À. Nó dễ ăn nữa, cá đó đâu có xương nhiều đâu. Với cá đó bự nữa. Nó bự. Xương nó to. Ồ, đúng rồi cái này. Đấy tứng không? Tứng. Bên lựa cá đối có tứng không luôn á. Con cá đó nhỏ nha, ăn thịt nó ngon hơn cá đó bự nha cả nhà. Nhưng mà con cá đó bự ăn cái tứng nó ngon hơn cá đó nhỏ. Thì cá đó nhỏ nó không có tứng. Tại vì ha, cũng có tứng nữa, nhưng mà cái con bự thì nó tứng nhiều hơn. À, bên đây có một con lội tứng luôn. Bà thử, con thử. Bây giờ cho lên chảo rồi. Chín nó mình đây nè. Thí dụ như mà chiều nay chú Vin cho con món khô con nổi của mình. Nổi luôn hả? Có ăn là được rồi. Là nó nghe thấy hương không? Có ăn là được rồi. Nó nghe là nghiệm cả nhà. Không lẽ ở nhà không cho con ăn? Nó chứ phải con muốn nước được chứ bên cũng khô cũng họng rồi. Chán ăn chén cơm gà cái xong rồi cả nhà qua làm đổ nước tới chèo luôn á. Này đậu mẹ mình có thơm với chả rồi nữa. Làm miếng thơm cho nó thơm. Hơn cái gì sớm lên đó chắc hơn mới được. Cơm chín nha, có một cơm chín mới chịu à. Ba chậu mới có được tay cơm chín á. Tay cơm này nó bị méo nữa kìa nè. Nước mẻ rồi, thơm thơm mùi sớm. Đậm đặc đậm đặc vô. Bây giờ cho nó xoay một hồi cho nó lên cái mùi khóm gà thêm chua thêm thơm mới được. Nhìn đẹp quá ta, nước thì trắng khóm thì vàng. Giờ đây đậy nó lỏng chưa? Bao đầy. Thôi bây giờ bên nêm lại luôn nghe. Rồi, chua. Nóng. Trời nó nặng. Trời muối. Nhẹ nhẹ chú bên. Lẩu cơm mẻ. Sao này hơi bị đậm đà. Thì thối này cũng hơi bị dữ á. À. Ngồi đây mà không biết ngỡ không đường giùm chú Vin nữa. Giận hết sức à. Alo. Alo alo. Có vậy nghe nữa. Vô. Alo. Vô. Ừ, rồi, cứ vậy này đi con tay. Con tay của ba. Cho cá rồi ra nước ngọt thấy Vin niêm lại cái nữa cho ra. Đợi bên. Cái mắt hay gì quen quen hay. Cay. Cái bên khối này cay chứ. Chú em có mắt chú Vin với lợi chú Vin. Cười. Ba thì tò 5 con cá là dính dụm liền. Nấu năng nữa tơ. 5 con cá quá bự. 5 con cá này ký á. Không có bắt đầu. Cái đó còn nhận cái đó bự, nó biển nó bự quá. Ừ. Cái đó này là cái đó đập á cái nhà. Cái trong đập á, thường cái đó nó bự vậy nè. Cái đó ở ngoài thường nó nhỏ, cái trong đập nó sống lâu năm á. Nó sẽ bự hơn. À. Hèn gì hồi lúc mình đi biển á, thấy cá đó nhỏ nhỏ không ở ngoài á. Ừ. Tông đập thì nó bự quá ha.
con đập thì cá tôm rồi trong á nó như vậy là hàng sống lâu năm á, thằng kia ở ngoài nó lớt lớt ngoài bị bắt cũng tiêu rồi. Ủa, chú xíu nó nhảy xuống sông rồi. Để nhảy luôn rồi chứ à. Xì khói, xì khói. Cái này nó bung ra thì nó bị chảy à. Ây da, cái này khó chịu rồi nha. Nó rớt thì chỗ khác. Rồi, con lạch. Nè, con ơi, trở lên con. Dạ, nó nè, nó bụng lắm rồi. Vô. Nó đẹp. Rồi, nó canh như điện luôn tại. Đúng ngồi luôn. Con nhìn gì vậy mình? Dạ. Con nhìn gì vậy? Thôi, ba anh em Vinh mời cả nhà ăn lẩu cái đói cùng ba anh em Vinh nha. Mấy mời cả nhà. Con mời cả nhà. Sao một ngày lao động. Chặt mày đè đọt quế bỏ rồi. Ồ, tiện tay, tiện tay. Con muốn lạc hạnh rõ lạc hẹ nha chú gà. Con lạc nó ngắt vô. Rồi, cho nó không. Hay quá, hay quá. Đây. Thôi, một lẩu luôn. Để múc xả cho con Minh. Múc xả cây ấy nha. Dạ. Xả cắn nữa nha. đuôi xả chú Vinh sắc cao phi hết tần con. Đây, đây là thành quả sau một ngày lao động của anh em Vinh. Tới giờ là, bây giờ là thấy rất là thích luôn cả nhà. Chắc là nhiều anh chị mơ ước một cuộc sống thoải mái nha anh em Vinh. Chỉ làm để cho cả nhà xem để kiếm kinh tế thêm nữa cả nhà. Chỉ cũng về với gia đình. Chứ không phải là ra đây sống chòi. Rồi, mời cả nhà nha. Rồi, mời cả nhà vô. Này, ăn cá đi con. Chú thiệt không con? Chú lẹ luôn không? Không. Ông con nói vậy thì chú Vin quan mang con. Thầy Vin quan mang à. Dứt cái tấn bự đi con. Tấn gì bự gì vậy con? Em con dứt cái tấn hai. Hàng xem nha. Ok. Anh em làm tới đây. Ăn cái tấn nó béo. Chạy nữa. Định cái là cũng béo nè. Mà cái da của nó hôm hôm nó béo hôm hôm ngọt lắm. Thầy cô Vinh, thấy khỏe hơn chưa con? Khỏe rồi. Khỏe rồi. Ý thương không? Nãy nói câu gì có gì đâu ăn, thấy đồng nghiệp em nói gì đâu á. Chua chua ngọt ngọt. Tại vì ba mẹ của mình đi làm hết á cái nhà. Mới làm tươi về không à. Nên không có lo cơm nước nhiều cho em đó. Đầy đủ. Ngọt quá. Tại nay chú Bình gấp quá nên sáng đi cũng như là quên. Mấy mốt lao động rồi chú Vinh mua đồ ăn sáng thôi cho. Sáng Vinh quên. Sáng biết sao Vinh quên không? Làm chén cơm gà rồi tự nhiên quên mất tiêu. Cơm gà. Dạ đồ ăn sáng luôn rồi qua hỏi anh em ăn chưa cái là chưa luôn thôi vô nó mì ăn luôn cái nha. Cơm gà. Cơm bụi á. Cơm gà ăn. Ăn miếng khóm thiệt là ngọt. Bình bắt trước làm cái khuôn giữa luôn cái nha. Cắt cái vậy nè, không có dễ ăn nữa. Nhìn không có nguyên con cái nhưng mà nó ra khúc thì dễ cắn cái nha. Tướng này tướng cá đó béo lắm. Trời. Đã quá mình ơi. Cái đói mà gặp mày có tướng hay là chú Kha thấy là chú Kha mê liền. Rồi đó bán gà rồi. Thấy mà cá có tướng bắt liền. Bắt liền hả chú Kha? Ngồi gần chị bán cá nữa. Lần chú Kha con làm mấy ký à. Giờ bỏ tủ lạnh ăn luôn cái nha. Lần nào mà cá tươi lên á, cô béo thấy mà cá có tươi mà cá tấn á là cô béo làm mấy ký luôn á. Này dùng 73 thì cô béo cũng thích nữa. Cha đặc biệt ra cá không à. Con em này phải ăn tấn. cá biển. Ăn đại đi. Chào. Mới chưa dĩa tờn húp cái chén lẩu là chua quá chú Bin hoang mang luôn. Chua, nhưng mà hai anh em ăn thấy cái lần này hay nấu lẩu mẻ nó thêm tay khớm hai anh em thấy sao? Đúng rồi, cái thơm nó đậm vị hơn cái vị chua chua nhẹ nhẹ của nước mẻ cả nhà. Rồi cái khóm nó thơm hơn nữa. Mốt đây ha, ăn khâu quẹt vòng bên đây hái trái cây. Quá đẹp luôn cả nhà. Tại hôm nay mát quá nên anh em Bin ra đây nha, ngồi ăn lẩu á, chưa khai tan cái sàn á, mời kiếm món gì khai tương cái sàn nó đi. Mời khai tương cái sàn ha. Nè cái khúc giữa giờ dứt tới khúc đầu. Tại sao cho chẳng nguyên con á? Ăn cho chẳng nguyên con. Ở cái tấn này ha. Đem vẽ cái tính này cho cái nhà coi. Trời ơi nó đã. Cá đó bự ngon nhất là ở cặp tính thôi. Con chú ăn hết này nữa đi con. Nó béo. Nhớ con lần đi làm ở dưới mệt biển á.
mấy chú cũng là con ăn tính thôi, còn khỏi ăn cá đối. Mà con cá đối hả, nói không biết có nói quá không chứ chúng 8-10 cùm tay cũng béo luôn cả nhà. Cá đối bự dữ lắm, bự dài vậy hả không? Ừ. Mà cá béo cũng thấy mà có mấy cá đối bự chị bán cá bán sát bên á. Đúng rồi vậy nè. Ừ. Vậy nè bự lắm cá đối mà chắc khoảng tèm tèm gần ký mà hơn nửa ký nhưng mà không tới 1 ký. Hay nói khai nghe, con cá đối này mà cả nhà có được con cá đối tươi á nha, mà mới dặn mới lên á, để nguyên vậy luôn, nướng cho khô khô, lọc cái dãy hay để dãy gì cũng vậy, nếu mà trái dãy thì lọc cái dãy, còn mấy thì để nguyên vậy đó, chấm ớt. Ừ, nứt cái nách ăn thấy nó ngọt như trời luôn. Ừ đúng rồi, bữa có ăn gọi mà có, bữa có đi rồi mà mình có ăn rồi mà. Bữa cái lần cuốn ghé nhà anh gì á mà anh trả anh cho 5-6 ký cá đối luôn đó. Anh gì không nhớ tên em, không em có lưu số anh nữa giờ quên rồi. Nhưng mà có cái là anh em pin á cái nhà, anh Nam đúng rồi, anh Nam. kéo lưới thì kho nước dừa ăn cơm, còn lúc ghé ảnh á bắt đầu cái anh xả cái gì cái đập cái cống gì đó. Xả đập. Ừ cá đập làm cho luôn. Mày một mớ quá trời luôn, đem vô nướng ăn chấm ớt. Nghĩ sao tông vòng mình chưa được nửa tiếng mà hồ kéo lên cái chục mười mấy ký. Trời ơi quá. Nhưng lúc đó hai có gáp điếp không ta? Có hai có quay mà nhưng không có gáp điếp. Hai quay bằng điện thoại. Đúng rồi đúng rồi. Rút điện thoại ra quay liền luôn. Ừ. Ngon quá, cái đó ngon quá. Cỡ nó bự nó là cái chứ mà nhỏ nó chân cái gì không. Ừ. Quá trời luôn. Anh nói tới mùa nó bự nhiều lắm. Anh là ở dưới cá nhỏ đó bán thì có 40.000 ký gì á. 40 hay 20? 20 mà. Anh cho mấy ký luôn. Cho nhiều lắm. Nhiều lắm á, cái chục ký luôn á. Bà đạp chẳng nhức động. Ừ. Rồi bởi vậy nãy hay đi ngang thấy cái đối là hay thấy thèm liền. Ừ. Đúng ra là lão mẻ ăn với đọc bầu nha cả nhà. Đọc bầu lá bầu nhưng mà bên không có, bên thấy đóng bông bí, đọc bí ngon quá, mình lẹm luôn. Thì cũng bà con nói chứ đâu. Đúng rồi. À, đâu xa. Bầu ơi hương lý biết cùng. Gì đó. Tuy gần khác giống nhưng chung một nồi. Ừ đúng rồi. Chung một cái lẩu. Chung cái lẩu. Là thấy không? Rồi, hay đi, đi làm cái tấn review một cái tấn cho cả nhà xem nha cho chẳng con. Còn cái phần lại chút xíu bên sang kia bên đặt nó xuống bên chào. Nhắc nắp quá. Mấy anh chị ơi, nè coi nó nè. Rồi con nào cũng có tấn, nãy cắt ra thì con nào cũng có tấn. Hàng lửa. 100.000 ký cái nha. Cái đó bự, 100.000 ký. Như cũng có 70-80 cái đó nhỏ nữa hay vậy. Dạ. Mà ở dưới biển lên tới đây là nó mắc rồi hai. Ừ. Chứ mà ở tại dưới không có nhiều tiền ký rồi. Đi nói thiệt với cả nhà luôn, nếu mà sao dưới tại đập đi lên tới đây nó mắc gấp 2-3 lần. Ừ. Ở dưới còn bự nhất là hôm bữa mà bữa anh Nam anh xã còn bự ba lớn nha. Vàng cốt à. Còn cái đó nhỏ dưới anh là bán có 20.000 à, lái mua có 20.000 à, mà lên đây bèo lắm cũng phải 60-70.000 ký. Đúng đúng rồi. Gấp 2-3 lần. Thường thường thì vận chuyển con này kia nữa nhiều thứ lắm. Thì đó là con người của người buôn bán thôi, bên ý bên nó là cái từ cái gốc mà nó lên tới tên á. Đúng là chiều có lão húp thiệt rồi. Hồi sáng mà cái chòi của anh em bên đó nha, anh nhớ ba anh em chạy là nguyên cái dĩ chòi ở dưới là cái cây mà gác ngang để dán mấy miếng bè lên á, ba anh em bên ha chạy lên kéo lên bờ mới gõ từ cái đít gõ từ dưới gõ lên. Cái nhà biết sao không, đóng 4-5 cái cây be á, 6 cây đinh, bèo lắm phải 5 cây. Vì sao vậy? Cại dùng sao ben cại á là nó bởi be không có xài được, ba anh em pin phải dòng kéo nó lên trên bờ đặng mình gõ cái đít gõ lên đó, cái nhà nó không có bị bởi be đặng xài lại được. Hồi xưa hồi trước á thì anh em tưởng đâu là vậy là ngon rồi, thôi đóng luôn đi cho nó giãn nở, nó co lên co xuống nó co không được. Rốt cuộc bây giờ ngào nãy cắm đầu. Nghĩ sao mà miếng bèo nó có 2 tấc rồi mà nó cắm 6 cây đinh, 5 cây đinh, 6 cây đinh hết làng thì chứ kinh nguyên cái dĩ lên thì bỏ vô thì để lên nghe cho hai anh em à cho dễ. Nước ngon quá, có cái cơm thơm nó nóng lắm, thưa là mệt nè, đều có cái lẩu nữa mà có cả cái nhạc phục vụ nữa, để bị xấu không. Hét quá thì hét hả?
Hát mày hót hót đi. Nói con kỹ là vậy nè, con làm mệt chứ chú cháu làm bữa đi nắng về con để cho nó khô mồ hôi khỏe, che cái thân nhiệt của mình nó giảm xuống rồi con mới tắm. Chứ con đang làm mệt nóng nữa, đi chăn nắng nữa mà về xấu nước cho là bệnh lắm á. Rồi nhiệt độ nó đang cao, bắt đầu nó giảm xuống rồi bắt đầu thêm tờ dưới mưa cái nữa giảm xuống luôn. Rồi con không, vậy là không có tốt. Con kỹ á, đừng có tắm liền, tắm liền thối vô thì nó mát liền đó, nhưng mà cơ thể của con nó mệt lắm á. Nó đã nó đã. Thấy anh Gấu không? Cái lần nào gia đình anh Gấu có chuyện vui, anh Gấu anh em cũng vui ké hết rồi. Cái lẩu của tôi ngọt vậy mà con Minh nở không nở? Trời ơi nó chua. Chưa diễn tả hết. mới diễn tả được tới đồ chua. Nhớ cái bản này ngày xưa anh em mình hát sao không? Không biết mình có con béo không? Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn nhớ đâu không? Xa nghe đâu không mà giờ xa em vẫn nhớ đâu không? Phá cười hoài. Cái thời trẻ tâu hơi chế nhạc á cái nhà. Hai em nhân tâm lòng anh vẫn nhớ đâu không? Vui à. mấy chú nãy không đúng rồi. Thầy à. Mấy chú không có tặng quà cho bạn gái hay gì nè. Đại đi hay đọc. Dạ. Năm cả. Ăn ngày ăn có một bữa, ăn bụ hai bữa. Cái này cũng giống giống cá mè mà nó không có xương như cá mè. Trời, hôm bữa anh em mình ăn con cá, mấy anh em bên ăn con cá gì? Con cá Linh á, có chị kia chị vô, chị Bình Linh. Nghe mà tức gì đâu á. Cá chị chứ gì cũng ăn nữa. Chị ơi, con cá Linh đó, cả đó là gọi em con ăn con cá bự rồi đó. Trời, cá kia con cá khủng luôn á. À, người ta chứ con cá Linh đâu á, có như đây thôi, tùy loại cá thôi. Cá lớn cá nhỏ thì tùy cái loại cá thôi. Cá mè đó anh em mình cũng bắt là dạng cá mè dạng trung rồi đó, chứ không phải là kêu nhỏ đâu. Thì có mấy con cá mè thì có 1-2 kg thiệt, nhưng mà nó là dạng hiếm lắm. Còn bắt ở kinh là mấy con đó là anh em bin là ngon rồi đó. Còn con cá Linh đó là anh em bin là ăn con cá khủng rồi đó, chứ không phải cá nhỏ đâu. Vậy đây con cá nhỏ dí vậy mà cũng ăn được nữa. Ở đâu mà tự nhiên cá lạc vô, nó lạc vô, nó ở đây lâu năm á. Nó bự á chứ bình thường nó cá Linh ở dùng nó nổi rồi Đồng Tháp nó mang rồi nó chút xíu chút xíu mà ít cá bự nó không vô lúa người ta mới bự rồi mà người ta bắt là dạng là cả chục ký cả trăm ký luôn á. Đúng rồi, là cái nẹo 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 mà còn anh em bin hơn lắm, vô được vài con nó bự ở đây thôi. Em thấy thường thường người ta bán rồi mà nó bự hơn cái Hồng Tông chứ mà. Sao phải thấy khỏe hơn hồi nãy không? Còn nóng không? À, không. Rồi rồi. Khỏe luôn hả? Anh giờ lạnh nhắc rồi. Khỏe rồi. Nãy rớ rớ người là lạnh như nè. Nóng nóng chứ. Giờ khỏe luôn hả? Ôi vậy là đói bụng đói thì đói bụng quá mệt thế vậy nè. Vì cháy vàng có mì không đuối sức á. Cái nhẹ rồi. Thôi bye bye cái nhà. Bye cái nhà. Sau này anh em mình nghe chỗ này nè, có thể là tải một thảm cỏ ở đây luôn nè cả nhà. Đá bóng nhân tạo hay gì đó, cỏ tới nhân tạo á. Đá banh hết quên. Ba đứa mình nghe đá banh.